phim chiếu rạp tháng 1. Các phim hành động Hollywood như The Bricklayer, The Beekeeper và Ape vs. Mecha Ape công chiếu trong nước tháng 1. Điệp vụ cuối cùng, The Bricklayer. Khởi chiếu, năm 1. Thể loại, hành động. Phim do Renny Harlin đạo diễn, kể về tổ chức bí ẩn thực hiện hàng loạt vụ ám sát các nhà báo và đổ tội cho cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Để dẹp loạn, CIA triệu tập đặc vụ vai Aaron Eckhart đóng, sắp về hưu, nhằm giải oan cho cơ quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vai đối mặt với quá khứ, đồng thời tìm cách vén màn một âm mưu xuyên quốc gia. Giao ước quỷ, The Verge of Death. Khởi chiếu, năm 1. Thể loại, kinh dị, giật gân. Tác phẩm do đạo diễn người Indonesia Azhar Kinoi Lubis chỉ đạo, lấy bối cảnh đêm giao thừa năm 2002. Cuộc sống gia đình Nadia, Taskya Namya, trở nên đảo lộn khi người mẹ tự sát. Sau đó, hai anh em Nadia phát hiện người bố thường xuyên ra vào một căn phòng bí mật trong nhà. 10 năm sau, Yoga, Wafda Saifan Lubis, anh trai Nadia, cũng qua đời vào đêm giao thừa. Những bí ẩn trong căn nhà buộc Nadia tìm ra sự thật. Quốc xe chết, Hitchihaiku. Khởi chiếu, năm 1. Thể loại, kinh dị. Phim do Masafumi Yamada đạo diễn, kể về nữ sinh đại học Ryoko, Shuri Nakamura và Akane, Momoha Takatsuru, kết thúc chuyến đi bộ đường dài. Tuy nhiên, cả hai không may bị lạc đường, phải đi nhờ xe của một người đàn ông. Trên xe, những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Ryoko và Akane phải tìm đường trốn thoát để về nhà an toàn. Mật vụ ông, The Beekeeper. Khởi chiếu, 12/1. Thể loại, hành động. Phim của đạo diễn David Ayer có sự góp mặt của tài tử Jason Statham trong vai chính Adam Clay, một thợ nuôi ong. Clay được chủ nhà, Eloise Parker, Phylicia Rashad yêu mến, đối xử như người thân trong gia đình. Một ngày, Parker đột ngột qua đời, khiến Clay lên kế hoạch trả thù cho bà. Trong khi Clay cố gắng tìm tung tích hung thủ, thân phận của anh dần hé lộ. Siêu khỉ cuồng nộ, Ape vs. Mecha Ape. Khởi chiếu, 12/1. Thể loại, hành động. Tác phẩm do Marc Gottlieb đạo diễn, xoay quanh chương trình thử nghiệm siêu khỉ. Nhận thấy sức mạnh của loài khỉ khổng lồ, quân đội Mỹ tạo ra thực thể trí tuệ nhân tạo Mecha Ape. Tuy nhiên, thử nghiệm của họ thất bại, khiến các quan chức phải thả một con khỉ độc dễ ngăn chặn Mecha Ape trước khi nó phá hủy thành phố Chicago. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.